Anh em ta cùng nào một nhà nông ta cùng vui. Một hai ba. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật nha. Một hai ba. Chúc mừng sinh nhật. Thank you.
20 tháng 11 2019. Thưa các vị khách quý, thưa các anh em song sinh, là những người anh chị em song sinh, chúng ta thiết nghĩ rằng ai cũng mong muốn gia đình mình hạnh phúc, thành đạt, ngày càng phát triển. Vì thế kết nối anh chị em song sinh tạo một sân chơi bổ ích là đúng đắn, ý thức kỷ luật phát triển một cách toàn diện, quan tâm gắn bó, xích lại gần nhau hơn là nhờ nỗ lực của anh em không ngừng đường xá xa xôi đã có mặt đông đủ ngày hôm nay. Tôi xin gửi lời đến các vị khách quý, các anh chị em xem sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chân thành nhất để đền đáp công ơn sinh thành của bố mẹ cho chúng con được đền áp đến ngày hôm nay, kết nối nhận được anh em song sinh. Chúng con xin hứa đoàn kết, thương yêu nhau, gắn bó xây dựng phát triển tương lai, quan tâm gần gũi mọi lúc mọi nơi, gia đình có hữu nghị ốm đau đều có đến với nhau giúp đỡ vượt qua mọi khó khăn, sống tốt cho gia đình và kinh tế phát triển mạnh.
một lần nữa xin chúc các vị khách quý, các anh chị em trong sư một sức khỏe dồi dào nhân dịp 20 tháng 11 1973 sinh nhật. Thank you.